Rồi tiếp đến với cái bài giải thuật tìm dãy số, tìm kiếm nhị phân thì ta kia có một cái lưu ý như sau. Giải thuật tìm kiếm nhị phân đúng trong trường hợp dãy đã sắp xếp. Dãy không giảm, tức là ta sử dụng giải thuật sắp xếp cái đấy. Giải thuật sẽ chạy tốt hơn nếu các phân tử phân biệt, tức là không có phân tử nào bằng nhau. Nên khi đọc một cái đề mà nhìn thấy cho một cái dãy đã được sắp xếp và giá trị phân biệt, bài này thường là áp dụng giải thuật tìm kiếm nhị phân. Vậy với cái lưu ý như trên thì ta nhận thấy bài toán của chúng ta bao gồm có xác định bài toán nhập NK vào dãy AI, đưa ra vị trí của K trong dãy số, nếu không có đưa ra trừ 1. Tư tưởng của giải thuật tìm kiếm nhị phân, ta sẽ thực hiện cái công việc gắn đầu trỏ vào con trỏ đầu, cuối vào con trỏ cuối. Chừng nào đầu nhỏ hơn cuối thì giữa thì bằng đầu cộng cuối chia 2. Nhá. Nếu thằng A giữa bằng x thì đó giữa chính là kết quả của bài toán. Ngược lại, nếu A giữa lớn hơn x chứng tỏ x nằm nửa bên trái thì cuối bằng giữa trừ 1. Ngược lại, giữa nằm ở nửa bên phải thì đầu bằng giữa cộng 1. Sau vòng lặp quay này thì nếu mà nó không trả về kết quả thì ta ghi ra trừ 1. Đấy. Vậy thì với cái tinh thần như trên, ta có thể cài đặt theo cái hướng mà khi nãy ta phân tích ở trên bảng. Ta tạo project mới. Giải thuật tìm kiếm nhị phân là một trong những giải thuật có chi phí với thời gian thực hiện khá nhanh. Vậy thì bài này là bài số 631 nhỉ? Bài số 631. Cho N, cho K và dãy AI, hãy tìm kiếm nhị phân. Ở đây thầy đang hướng dẫn cách tổ chức trực tiếp ở trong chương trình chính, chứ chưa tổ chức thành chương trình con. Bắt đầu ta khởi tạo red bằng 0, thì ta thực hiện một số thao tác như sau. Các bạn nhìn cái cách thầy mô tả thuật toán đã trình bày ở trên bảng nhé. Ban đầu thầy khai báo một trò con trỏ đầu khởi tạo bằng 1, con trỏ cuối khởi tạo bằng trỏ vào cuối dãy bằng n. Chừng nào con trỏ đầu của thầy mà nhỏ hơn và bằng con trỏ cuối, bởi vì rõ ràng nếu con trỏ đầu nhỏ hơn bằng cho con trỏ cuối thì từ đầu đến cuối ta chưa xét hết tất cả các phần tử, thì ta thực hiện công việc khai báo một cái con trỏ giữa thì bằng đầu cộng cuối chia 2. Rồi bây giờ ta thực hiện, nếu thằng A giữa của mình mà chính mà bằng thằng K, đây là điều tuyệt vời nhất. Vậy thì các bạn thực hiện công việc gắn kết quả red bằng thằng giữa và ta break ra ngoài. Câu lệnh break sẽ thoát ra khỏi vòng lặp bất cứ thời điểm nào. Bây giờ ta nhận thấy nếu thằng A giữa của mình mà nhỏ hơn K, các bạn có thể so sánh thằng nào trước cũng được. Nếu A giữa nhỏ hơn K chứng tỏ K nó sẽ nằm bên tay phải của dãy số, thì con trỏ đầu của ta sẽ bằng giữa cộng 1. Chưa bao giờ thầy nhớ được cái nàng này, cứ như mà thầy thường vẽ cái trục số như ở bên trên. Đấy, cái trục số như ở bên trên, trục số ở đây. Rồi thì ta gắn con trỏ giữa thì bằng đầu con trỏ cuối để bằng giữa trừ 1. Quá trình này chạy đi chạy lại đến khi nào dãy số nó tìm thấy phân tử đó hoặc là dãy số đã được duyệt xong. Sau vòng lặp này thì ta thu được thằng red lưu vị trí của phân tử cần tìm. Khi đó nếu red của thầy vẫn bằng 0 thì điều đó chứng tỏ rằng dãy số này không có phân tử trong, không tồn tại phân tử nào trong dãy số. Vậy thì ta đưa thằng red thì ta CL ra giá trị trừ 1 như đề bài yêu cầu. Ngược lại ta CL ra giá trị red. Đấy. Vậy sau khi thực hiện xong thì ta chạy chương trình thử xem sao. Rồi. Các bạn tạo file input bài 631.inp. Rồi bây giờ ta chạy lại thử test đề bài xem dãy số này. Nhá, các bạn nhìn cái dãy số này nhá, ta có 611 thì số 11 nó xuất hiện ở vị trí thứ 3 trong dãy số. Rồi ta chạy thử chương trình xem sao. Đấy. Ta vào view chọn manager để add file vào. Đấy, ta thấy rằng vị trí trả về vị trí thứ 3. Bây giờ thầy thử tìm kiếm số 15 trong dãy số thì nó trả về số 4.
Đấy. Là số 15 xuất ở vị trí thứ tư. Vậy thầy sửa số 15 thành số 16. Xem tìm kiếm số 15 có hay không. Nó báo là trừ 1 là không có. Như vậy trên đây là cái giải thuật tìm kiếm nhị phân để tìm trả về vị trí đầu tiên của một số trong dãy số. Nhá. Và hy vọng các bạn sẽ cài đặt thành công được cái giải thuật này. Và ứng dụng của nó để giải quyết các bài toán mới. À, kế tiếp thì là đây là cái cách tổ chức thành chương trình chính và thầy vừa hướng dẫn tới các bạn. Tuy nhiên thì ta cũng có một số cách cài đặt khác. Đấy. Thì ta sẽ có một cách cài đặt khác như sau, các bạn cùng quan sát nhé. Thầy tổ chức nó thành chương trình con. Rõ ràng việc tìm kiếm nhị phân thường sẽ bị gọi nhiều lần. Do đó thầy sẽ gấp từ cái chỗ này. Đấy. Thầy cắt nó đi. Đấy. Bây giờ thầy khai báo một cái biến P thì bằng là tìm kiếm nhị phân thằng K trong từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ N của dãy số. Nếu P của thầy bằng 0, các bạn quan sát nhé, cách thầy cải tiến nhé. Thầy gọi P là bằng tìm kiếm nhị phân giá trị K từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ N của dãy số. Nếu P của thầy bằng 0 thì điều đó chứng tỏ không có giá trị này trong dãy số, ta sẽ ao ra trừ 1. Ngược lại, ta sẽ ao ra thằng P. Cùng quan sát nhé, hàm tìm kiếm nhị phân là tìm giá trị K từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ N của dãy số. Đấy. Tìm kiếm nhị phân K từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ N của dãy số. Rồi tới đây thì ta sẽ tổ chức nó thành một cái tìm kiếm. Đó, tìm kiếm nhị phân một cái giá trị X từ vị trí thứ U đến vị trí thứ V trong dãy số. Giải thuật này sẽ thực hiện là tìm kiếm nhị phân. Tìm vị trí X từ vị trí U tới vị trí V trong dãy A. Vậy thì ta sẽ tìm kiếm, sẽ thực hiện cái giải thuật như sau. Cái con trỏ red này bây giờ mình không cần dùng nữa. Các bạn quan sát nhé. Khi ta tìm từ U đến V nên đầu của ta khởi tạo bằng U, cuối của ta sẽ khởi tạo bằng V. Tìm X từ vị trí U đến vị trí V trên dãy số. Đầu bằng U, cuối bằng V. Khi đó chừng nào đầu nhỏ hơn cuối thì giữa bằng đầu cộng cuối chia 2. Nếu thằng A giữa mà bằng thằng U, bằng thằng X, ta đang tìm kiếm thằng X mà. Nếu A giữa bằng X thì đó chính là vị trí cần tìm. Thì ở đây thay vì việc gắn red bằng giữa thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là return giữa. Rồi, nếu A giữa nhỏ hơn X thì thực hiện gắn đầu bằng giữa cộng 1. Ngược lại, ở đây ta sửa nó bằng x, cuối bằng giữa trừ 1. Đấy. Vòng lặp while này dừng thì chứng tỏ đầu lớn hơn cuối và nó không bị return giữa lần nào. Chứng tỏ dãy số của ta không có phần tử nào bằng x. Vậy thì mình return trừ 1 ở chỗ này. Đấy, đây là giải hàm tìm kiếm nhị phân. Ta thử giá trị xem tìm thấy nó có tìm được không. Đấy, nó có ra 4. 4 là số 15, là vị trí của số 15 trong dãy số. Đấy. Trên đây là giải thuật tìm kiếm nhị phân. Cái này các bạn có đọc là nổi không, nhưng mà thôi, cố gắng được tí nào hay tí đấy. Rồi, như vậy trên đây thầy trò mình đã giải quyết ra được cái sau khi tổ chức xong ở chương trình chính ta rất hay, ta gọi P là tìm kiếm giá trị K từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu mà không tìm thấy CL ra trừ 1, ngược lại CL ra P là vị trí tìm thấy. Nó rất rõ ràng đúng không? Rồi, trên đây là giải thuật tìm kiếm nhị phân và thầy hy vọng là các bạn
có một cái cô chương trình khá sáng sủa với nó nhé. Cho giải quyết cái bài toán là cho n và hãy tìm về cho số n và k, hãy tìm vị trí của k trong dãy số bằng giải thuật tìm kiếm nhị phân. Chúc các bạn thành công.